Morocco đang đối mặt với một thảm họa khủng khiếp sau trận động đất mạnh có cường độ 6,8 độ Richter. Trận động đất này đã xảy ra ở vùng miền núi cách thành phố Marrakech khoảng 72 km về phía tây nam. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết trận động đất xảy ra ở độ sâu 18,5 km dưới lòng đất và đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Những tòa nhà, đặc biệt là ở các ngôi làng miền núi và các thành phố cổ, bị đổ sụp hoàn toàn. Các ngôi nhà dựa trên đồi dốc cũng bị nứt toác. Trong làng Amismis gần tâm trấn, những nỗ lực cứu hộ đang diễn ra đầy khẩn trương với những người thợ đào bới đống đổ nát bằng tay. Tình hình rất đáng lo ngại với nhiều thi thể được tìm thấy trong cảnh đau buồn đứng bên cạnh. Cảm giác kinh hoàng lan tỏa trong cư dân khi trận động đất xảy ra. Mohamed Messi, một cư dân, mô tả nó như một quả bom phát nổ. Truyền thông cho biết mức độ của trận động đất tương đương với 25 quả bom nguyên tử và có khả năng xảy ra hàng trăm dư chấn tiềm ẩn. Hậu quả của trận động đất còn trầm trọng hơn khi gần như tất cả các ngôi nhà ở khu vực Asni, cách Marrakech 40 km về phía nam, bị hư hại nặng nề. Thực phẩm và nhu yếu phẩm đang thiếu hụt khi nhiều người bị mất nhà do đổ sập. Các ngôi làng xa xôi như thung lũng Wagon cũng bị cách biệt hoàn toàn khỏi thế giới vì mất điện và dịch vụ điện thoại. Số người thương vong dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên khi lực lượng cứu hộ tiếp cận các khu vực xa xôi bị ảnh hưởng nặng nề.